Hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Đó, quay ra quá bữa giờ bán rất là nhiều xe luôn, nhưng mà bây giờ về hai con xe đặc biệt cho anh em. Đó là hai con xe 150, giá ok luôn anh em, dễ chơi dễ sử dụng. Thì bên mình bán từ 150 tới 1.000, giống như ở đây 650, đây Z1000. Đó, con Z1000 mình mới lột keo ra coi thử nè anh em, rất là đẹp, không chày xước luôn. Mình mới lột thử ra miếng keo nè. Đó, còn nhiều để lại cho anh em để cho khỏi chày, mới lột thử miếng keo ra, rất là đẹp. Rồi, 2E150 đó là cái gì? Đó là R15 và CBR150. Hai em mà anh em quan tâm rất là nhiều. Ở đây là mình đang dọn xe này, mình đang dọn luôn cho anh em xem. Và cái điều đặc biệt với anh em, xe này là 2020 nhưng mà chỉ mới 1.000 cây số thôi. À quên, 2.000 cây số. Bao chuẩn anh em luôn ha. Thì xe này mình mua ngay chủ và bạn chủ và nó không có đi. Mẹ nó rất là dễ thương anh em. Mẹ nó nói là xe này em không có đi, em mua lâu rồi mà em không đi. Bây giờ thấy anh mua xe lướt á, để lại cho anh. Đó. Mà nhiều anh em có nói là 3 năm mà sao 2.000 km được. Đây, xe mình đang dọn quay cho anh em xem. Những anh em xem và thử xe này 3 năm có đúng 2.000 km đâu nha. Chứ không phải như anh em mua con xe về anh em cày, anh em chạy, anh em phá rồi anh em nói là 3 năm sau đi 2.000. Có nhiều anh em kỳ lạ lắm, mua con xe về phá. Giống như mình mua xe về mình chừng lâu lâu cà phê mới lấy ra đi thôi, nó vui vẻ. Còn lấy ra phá người ta rồi hỏi sao người ta không lên tăng ô đo. Đó, chạy mình chạy thì mới tăng ô đo, còn anh em phá mới tăng ô đo. Còn anh em mua về lâu lâu đi cà phê biết chừng nào, 3 năm tính ra 1 năm là khoảng chạy được 700 cây. Khoảng đó, 1 năm khoảng 700 cây thì rất là ít ha. Rồi, thứ nhất là coi thử nó xe 2.000 không. Anh em trên kênh YouTube mình đã coi cái đây là cái vỏ. Hầu như 2.000 là cái vỏ nó như mới nè. Quay sát cận cái vỏ cho anh em kia, bấm vô. Đó. Anh em hình dung ra chưa? Thì cái vỏ nó như mới. Vỏ trước và vỏ sau, cho anh em coi vỏ sau luôn. Đây là dàn điện bên trong nè ha. Đó. Đó, anh em sẽ thử coi xe 2.000 km rồi, 3 năm 2.000 cây rồi. Cái vỏ sau nè. Đó, thì những cái gai nè nó vẫn còn y nguyên. Anh em thấy không? Em zoom ra thấy không? Bên đây nè, bên đây mới thấy, bên đây sáng nè. Xe này 62 Long An nha anh em. Đó, những cái gai nó còn y nguyên luôn. Đó. Rồi, đồ nghề đồ đầy đủ nè anh em. Đó. Thì 3 năm á, thì những cái chỗ này nó hơi chốc sơn xíu nè. Nhưng mà nó vẫn là mới, tại vì cái này á, là hãng nó vận chuyển á. Khi mà nó vận chuyển là nó đã đi đường tàu là nó đã u lên rồi. Đó, cái sơn miếng đó. Và tổng thể là dàn áo không có chạy xước nha anh em. Đây, 2.000 km. Cái này quay 3 năm mà đi 2.000 km cho anh em tham khảo. 2.000 năm. 2.000 năm nha anh em. Hai chìa khóa đầy đủ. Rồi, cái nữa anh em coi ốc. Anh em chứng minh đầy ốc. Thì đối với mà xe DX thì ốc nó vẫn còn sáng, anh em đi nhiều thì khói bụi nó bay vô thì ốc nó mới phai màu. Đó. Ốc nó vẫn còn sáng, 3 năm vẫn còn sáng. Rồi coi gác chân nè. Đó. Này là không chở người phía sau nè, cái này có ngồi lên nè. Dấu này có để chân lên, còn dấu này là không có người phía sau nè. Đó. Ok chưa? Rồi bây giờ còn cái gì nó chứng minh cho anh em. Thì dàn sơn là đương nhiên là xe này đang dán keo thì nó không có chạy xước gì hết. Xe chùm mền thì nó không có chạy xước gì nha anh em. Đây là có dấu dán keo nè ha anh em. Đây là bọc keo lại nè. Anh em về anh em muốn mới thì anh em lột lớp keo ra. Thì mình muốn để lớp keo này cho nó mới. Đó, bao tay nè. Thì đương nhiên bao tay zin này 2.000 cây thì bao tay nó vẫn còn zin. Đó, thì anh em nào mà thấy xe này mình nó có đúng không nha anh em nha. Những cái em mà chơi xe á, để mình dắt ở đây cho rộng cho anh em quay cho dễ. Tại mình dắt vậy để cho anh em so sánh ngoại hình giữa hai xe luôn. Rồi. Đây cái dĩa, anh em có thể coi cái dĩa. Đó, cái dĩa 2.000 km thì nó rất là đẹp, nó như mới thôi nè. Không có gì hết, phuộc. Đó, ốc sáng, phuộc sáng anh em. Xin nhà anh Vin. Cái này, xe này chỉ lên cái chống đổ thôi. Đó, xe dán đề can. Xe không có chạy nha anh em, cái này là dấu dán đề can nha anh em. Đó. Cái này là mình hỗ trợ được anh em là không có chạy xước, bởi vì người ta mới mua xe về người ta dán để gì luôn. Bên mình đang vệ sinh bên trong từ A tới Z. Đó, anh em coi thử bên xe mình bán có đúng không ha. Còn anh em nào muốn ấy thì mình lại anh em có thể chết hãng hoặc là kêu chủ xe ra đối chứng. Tại mấy xe mà mấy năm mà đi ít á, mình cũng ngại lắm anh em. Đó, mình phải quay cho anh em kỹ, mà những anh em mà chơi xe rồi anh em sẽ biết là nó có đúng hay không ha anh em ha. Rồi, kế bên là một con xe CBR, quên báo giá con này bán 45 triệu cho anh em, rất là dễ chơi luôn, xe lướt 45 triệu.
Kế bên là em CBR 2022 luôn, con này 2022 nhưng mà lại 6.800 cây à, 2 chìa khóa đầy đủ anh em ha. 2022 hơn con này 2 năm nhưng mà lại là 6.800 cây thì sủ người ta đi nhiều chút. Cái con xe này á, nó vẫn là không có ít, rất là ít chạy xước, không có chạy xước nhiều nha anh em. Con này à, mình mới lột keo ra, tại keo nó có chạy rồi á, mình lột ra là xe nó như mới anh em. Mà quay cái đuôi cho anh em coi, như mới luôn nè, đó như mới luôn. Cái này về anh em phải bọc keo lại ha. Cái con này á, nó mắc hơn con này. Con này mình bán là cho anh em 55 triệu, nó mắc hơn bởi vì sao? Nó có ABS và nó đời mới hơn ABS. Xe hoàn chỉnh, xe này có chống đổ luôn nha anh em. Anh em khỏi về, thường thường cái chống đổ này ít chỗ bán, anh em khỏi về, anh em khỏi lên chống đổ. Thì à, mình sẽ so sánh một con 6.000 với con 2.000 à, anh em, em cứ quay cho anh em coi. Đây cái vỏ 6.000 nè, con này biển số Sài Gòn nha anh em. Con CBR này biển số Sài Gòn 5991. Vỏ 6.000 nó sẽ gai ít hơn, nó không có mới hơn. Đó, em có thể quay qua kia cho anh em so sánh luôn, cái vỏ 6.000 và cái vỏ 2.000. Đó, trời mưa quá anh em. Đây cái vỏ 6.800. Đó, mình dễ so sánh. Rồi, quay phía trước. Cái đồng hồ con này rất là đẹp ha. Nó giống Winner nhưng mà nó đẹp hơn nha anh em, nó dày hơn nha anh em chứ không phải là giống đâu. Phuộc bây giờ con này cũng là phuộc Showa rồi nè ha. Upside down. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Hai con xe này anh em đáng để chơi. Con này thì có giá đỡ điện thoại rồi, có chống đổ đầy đủ cho anh em. Anh em tự so sánh nha anh em. Đó, anh em thích con nào mua con đó. Đó, em này bên mình đi vệ sinh. Đây là mình xịt một cái lớp dưỡng lên cho xe để cho sơn nó được giữ lâu dài. Xe chân á mình phải xịt vậy anh em. Còn anh em đi nhiều anh em không nên xịt nha. Mình dưỡng là nó hạn chế được gì? Hạn chế mấy cái này nè anh em. Hạn chế nó bị nổ mấy cái sơn bình xăng nè. Đó. Sơn nhiệt độ cao hay là cái gì đó nó không bị nổ giống gì. Như gì là người ta mua về người ta chùm nhưng mà ta không có dưỡng, anh em dưỡng lên thì nó không bị nổ. Đó, con này chỉ bị chỗ này thôi, mà chỗ này nghe chủ xe nói là lúc mua xe là vận chuyển là về là nó nổ sơn rồi. Nhưng mà cái dàn áo thì nó không có chạy xước gì luôn. Chủ xe đã bọc hết keo lại. Đó, một con 2.000, một con 6.800. Anh em có thể tự cân đối nha anh em. CBR thì nó Honda, con này của Yamaha, con này cũng rất là bền. Con này có nồi chống trượt Lipper Plus, rất là ngon nha anh em. R15 máy rất là ngon. Hiện tại mấy con này được đưa xuống cân chỉnh lại để xài cho S155. Là máy rất là ngon, máy rất là đã, chạy rất là đã nha anh em. Còn con này thì máy nó rất là bình thường, không có gì hết, nó tàn. Nhưng mà nó có ABS. Đó, anh em thích thì chọn giữa một trong hai con. Đó, chênh lệch nhau 10 triệu. Rồi đây nè, tàn. Đây là bởi con Z8 mà hiện tại mà nói là cũng còn cợp và can. Cợp và can so với hiện tại Z8 11.000 cây. Đó, và được một người anh đi nước ngoài, mình chuẩn bị được ký giấy với người anh này nào. Khi nào mình ký giấy được thì mình sẽ đăng xe lên cho anh em coi. 11.000 cây, cái dàn áo là sơn zin luôn, chưa đụng ngã hay cấn mớp gì luôn anh em. Cái dàn áo là nguyên dàn áo này sơn zin hết nè. Đó, chữ Z nè. Đó, dàn áo là sơn zin hết luôn. Còn cái gù này theo mấy năm rồi thì người ta đã thay thay cái gù hãng khác rồi, hiểu không? Cái gù nó vẫn là gù của Z8 luôn, vẫn gù Z8 luôn, nhưng mà năm 2020 là anh đã thay một cái gù để cho nó đẹp. Cái gù cũ là nó sơn nó rỉ ra nhưng mà sơn dàn áo vẫn còn nguyên. Đó, 2016, biết bao nhiêu năm mà con Z8 này là một con những con đẹp xuất sắc nhất. 11.000 cây thì dĩ nó mới tinh luôn anh em. Đó, đúng chuẩn luôn anh em, cái vỏ zin còn nguyên luôn. Rồi, còn CB này chuẩn bị giao cho khách ở xa, bữa mình sẽ quay clip sau. Ninja 650 vẫn còn ha anh em ha. Đó, rồi mấy con kia là khách cọc rồi. Con này 46 triệu vẫn còn. Đó, rồi một cái điều quan trọng nhất là quay cho anh em hai con này, rưỡi R15 và CBR, để anh em có một sự chọn lựa. Ví dụ mình thì muốn lợi kinh tế nhất thì mình mua R15. R15 cũng nhẹ lắm, cũng nhẹ nhàng. Còn có điều kiện xíu thì mua CBR chơi. Đó, hai con quay xa xa cho anh em ngắm. Đó, anh em tự đánh giá, anh em thích con nào thì anh em sẽ mua cái con đó để mình về mình chạy trải nghiệm ha. Thì anh em mua, khi mà mua bên mình thì bên mình sau này anh em muốn bảo trì thay nhớt thì bên mình vẫn có nha anh em. Đó, bảo trì bảo dưỡng cho anh em bên mình vẫn có, hỗ trợ anh em. Đây là Z1000, cho anh em nghe tiếng máy Z1000 nữa nè, đã phê. Lâu lâu đề máy lên cho xe nó trơn tru. Anh em nào mua con này là mình bán 250 nha anh em, không có cổ titan nha. Cổ titan gửi thêm mình cà phê. Còn full đồ, con này mình có quay rồi.
luôn R1 luôn, solo với R1. Lâu rồi không đi phải đề máy anh em. Tai này thằng em mình nó gắn, thằng em mình nó gắn chứ mà mình mà đi là mình gắn Agamovic nó êm hơn. Thằng em mình nó mới lớn anh em, nó tuổi dậy thì nó tuổi dậy thì mới lớn, nó còn dập dựng, người ta gọi là sao, nó còn nói là sao, dập dựng mà kiểu mấy thằng mà mới ra là những mấy đứa mà thấy gái đi qua em ơi là mấy thằng gì máu tồn lên não hả đó, mà nó mới lớn, em mình mới lớn nên nó lên cái bô này gắn nó đi khè thiên hạ, chứ mình đi mình không thích phong cách này. Phong cách này nhìn nó phải nói sao, nó giống như trẻ trâu xe lớn này đó nè, y chang là trẻ trâu của xe lớn, trẻ trâu của phân khối lớn, trẻ trâu của phân khối lớn. Thì mình chơi xe là sẽ có nhiều thể loại anh em, thì có người này người kia. Chơi xe nhỏ xe độ vẫn có người trưởng thành và trẻ trâu, và khi xe chơi xe lớn vẫn có trẻ trâu anh em. Thì thằng em mình nó trẻ trâu mà thì nó gắn cái này vô, còn khi mà mình đi thì mình sẽ gắn AK R1 cho nó êm, còn em mình nó gắn này vô để thể hiện nó là một đứa trẻ trâu, một đứa mới lớn để cho người ta biết đó. Rồi CB650 nè, 4.000 cây anh em, nghe tiếng bô luôn. Rồi, bye bye mọi người. Ai thích con này? 45, 55. Giá rất là dễ chơi, hợp lý cho anh em chơi tập chơi xe nhỏ. Đó, rồi anh em nào thích thì cứ alo cho mình. Đây, số điện thoại ha. Clip nào mình cũng quay số điện thoại hết. Rồi, ok, cảm ơn em ha. Mình ở Hồ Chí Minh, quận 6 thôi.